Hello, xin chào mọi người. Welcome to Phú Mỹ Hưng. Hiện tại thì mình đang đứng ngay tại quận 7, khu Phú Mỹ Hưng. Thì lâu lắm rồi mình mới quay lại đây để mà tham quan cái khung cảnh ở đây, xem là sau 5 tháng giãn cách thì tình hình sinh hoạt ở đây của người dân như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ quay một vòng cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho các bạn xem nha. Đối với các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, ở Sài Gòn á, thì khu đô thị Phú Mỹ Hưng nó không có gì gọi là lạ lẫm với mọi người lắm, đúng không? Tin chắc rằng là mọi người, đa số mọi người là cũng đã đến đây rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một số người mà không có ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó, có thể là họ chưa có biết Phú Mỹ Hưng. Thì xin mời các bạn đi du lịch qua màn ảnh nhỏ chung với mình nha. Nhìn đường xá ở đây thấy thích ghê á, rất là rộng và thoáng, ít khi nào bị kẹt xe lắm. Thì khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở đây là tập trung khu dân cư dành cho những cái người mà có thu nhập rất là cao nha mọi người nha. Có thể nói cái ở đây khu này là một trong những cái khu mà nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Cái khu này thì thành lập cũng đã lâu rồi, nó phát triển cũng đã lâu rồi. Hồi xưa mọi người ở đây á, hồi xưa là những cái người mà người Hàn Quốc họ qua đây á, họ làm việc á, là họ thường họ ở cái khu Ông Tạ, tập trung rất là đông. Nhưng mà từ khi mà có cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng á, thì người Hàn Quốc di dời sang qua cái khu này ở rất là nhiều. Chút xíu nữa mình sẽ đi vòng vòng ở đây, mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều cái cửa hàng của người Hàn Quốc họ kinh doanh ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đối với quận nhất á thì gắn liền với hiện đại và lịch sử ha. Nhưng mà đó ở quận 7 mà đặc biệt là khu Phú Mỹ Hưng á, thì ở đây tập trung ở cái phần hiện đại rất là nhiều. Những cái building, những cái chung cư mọc lên rất là hiện đại. Đó, trước mặt mọi người hiện tại là cái bên ngoài của cái restaurant. Thì tí xíu nữa thì mình sẽ đi vô bên trong, mình quay bên trong cái khu restaurant xem bên đó trong đó có cái gì mọi người nha. Do là Phú Mỹ Hưng á, nó nằm ngoài vùng thuộc dạng như là gần với Nhà Bè á mọi người, như là ngoại ô á, ngoại ô thành phố á. Cho nên những cái trung tâm thương mại của nó xây lên rất là lớn, rất là to. Đó, mọi người thấy bên kia không? Cái tour là du là tiệm bánh của người Hàn Quốc đó. Nhìn rất cái kiến trúc rất là dễ thương ha. Bên đây là quán cà phê Starbucks. Đây là Starbucks Coffee. Cái nhà hàng này nè mọi người, bán sách rất là ngon. So expensive nha, rất là mắc tiền. Argentinian đọc đúng không vậy? Sách house. Mình rất là thích cái khu Phú Mỹ Hưng này nha. Ở đây nhìn rất là thoáng, rất là yên bình, không có ô nhiễm như trong trung tâm.
Đó, mọi người thấy không? Sanfulao, Hokkaido Sachi, tất cả các cái nhà hàng mà nổi tiếng đều có. Bên đó là Resson Mall nha. Cái này là phía ngoài mặt sau. Tí xíu nữa ta sẽ vô bên trong, mình sẽ quay bên trong cho các bạn xem. Có cái tiếng gì giống cái con gì kêu nghe thấy ghê quá mọi người. Nghe nổi da gà luôn á trời. Đi tầm giờ này nó không có bị nắng nhiều. Hiện tại là 16 giờ 15 phút. Trời khá là mát nha. Khu ngoài này là mà đi là sẽ gặp người nước ngoài rất là nhiều. Đặc biệt là người Hàn Quốc. À, mà đi xuống sông nè. Đi xuống sông tắm nha. Nhớ hồi nhỏ mà ở dưới quê á, gặp sông mà thích lắm mọi người. Tắm sông miết. Oh so cool. Mát quá mọi người ơi. Trời, cái mùa dịch vừa rồi á là không biết là mọi người có được đi đây tập thể dục không ta. Có cái khu này, những người mà ở đây mà có cái khu, có cái đường người tập thể dục là quá trời thích luôn á. Có sông nè. Ờ, có mấy em nhỏ chạy xe đạp kìa, dễ thương chưa. Hey. So cute. Mọi người đang chăm sóc cây, đang tưới nước cho cây nè. Ở bên đây nhìn thấy xa hơi nhiều hơn xe Honda. Ước gì mình có một căn hộ ở đây nha mọi người. Mấy cái apartment ở trong Phú Mỹ Hưng rất là mắc nha. Như mình xem cái giá trên cái web bất động sản á mọi người. Một căn như vậy là cũng 4-5 tỷ á. Còn những cái căn mà penthouse á là 8-9 tỷ. Còn những cái villa biệt thự là mắc hơn nữa nha, tầm lên mấy chục tỷ luôn á. Dạ, cái này em mua hình như 10 triệu mấy. 10 triệu hả? 10 triệu. À, GoPro anh. Mà cái này gọi là cái máy phim hả? Dạ dạ, với phim thôi, em đi xem. GoPro. Cái ông này em có ý đồ gì vậy ta? Mình nói 3-4 lần mà ổng cứ hỏi hoài, ổng giả đòi điếc hay sao á. Nhìn cảnh nhìn nhìn có sông mà có mấy cái cây, mấy cái dừa nhìn nó mới dưới quê. Lâu lâu mà đi qua đây cũng thấy thích ghê mọi người. Thấy không gian thoáng đãng á. Mà đặc biệt đi buổi chiều nó rất là mát. Cái Care Plus nằm ở đây nè. Phòng khám quốc tế Care Plus là công ty mình có tổ chức khám sức khỏe tại phòng khám này. Năm ngoái á, năm trước á. Không, năm nay thì chưa biết là khám ở đâu. Đây là trường đại học Fulbright. Trường này là một năm là đóng là rất là mắc tiền. Chỉ có đại gia
con nhà giàu mới vô đây học nổi thôi. Thích không mọi người? Mọi người nhìn nè, ở bên tay phải là sông cầu nha, còn ở bên tay trái là những cái công trình hiện đại. Ồ, chiếc xe màu vàng nó đẹp chưa? So cute. Mọi người ơi, xem video mà nếu mà thấy thích đó, nhớ bấm like and subscribe giùm mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Boomerang hả? Giờ này các bạn nhân viên đang ngồi ăn. Đang ngồi ăn, đang chuẩn bị làm cho buổi tối. Ăn no rồi mới làm được. Có thực mới giật được đạo mọi người nhé. Bé à đi bê tin nè. Hay quá. Hay có mấy em mày đang chụp hình nữa nè. Cái này cái gì vậy ta? Cái cây này nhìn quen quen nhỉ? Nhìn giống mấy cái cây mà ở trong phim gì mình xem mà ra phim chiếu rạp. Hoa bạch trà. Quên tựa phim rồi. Ở này cũng chủng có nhiều các bạn trẻ đến đây chụp hình nhờ. Cái này công ty gì đấy? Bây giờ mình sẽ đi vô bên trong Restaurant Mall xem trong đây có gì trong đây nha mọi người. Dạ. Dạ quay phim chơi ha. Quay phim chơi hả? Không quay được chị em ơi. Ở xa vậy chú? Dạ tôi nghĩ là ở ngoài em vô trong em quay ngoài cần ở ngoài vô. Ủa nói gì đâu, quay làm vlog chơi thôi mà. Hả? Vì quay chơi thôi mà có gì đâu. Coi như ở trên nó không có. Không, em quay dưới đây shopping rồi này nọ mà. Có làm gì đâu. Dính nhạc nữa rồi mọi người ơi. Đẹp quá nè, ở đây họ đã trang trí à. Ở đây họ đã trang trí Noel này nè mọi người. A Trip to Christmas Restaurant 10 năm rồi. Welcome to Christmas party. Đẹp quá nè. Cái này họ trang trí cho để dành cho Noel đó mọi người, để mọi người đến để chơi có chỗ để chụp hình. Bây giờ họ chưa có chơi vô bên trong. Nè có cái dây đỏ đỏ này nó chặn nha, không được vô nha. Đẹp quá luôn á, nhìn là thấy không khí Giáng sinh ngập tràn này. Thích quá. Chắc là gần tới ngày Noel á, mình sẽ rủ bạn bè đến đây để mà chụp hình. Nó đi vô đây coi shopping coi đồ mà mê mẩn cái chỗ này. Mọi người nào xem clip thì nhớ Noel ở đây chụp hình nha. Đi một hồi mệt quá chắc tôi ghé Phúc Long uống.
À, cái background này đẹp nè. Cái hình có một cái bình trà mọi người. Nhìn so cute ha. Welcome to Christmas party. Ê mọi người, mấy cái bột này hình như là Rashomon họ mới làm thêm á. Tại vì trước đây qua đây tham quan chưa không có chỗ ngồi nha. Không có cái mấy cái bột này để cho mình ngồi đâu mọi người. Thật sự là đi quay để cho mọi người xem thôi. Còn mình này cũng chỉ là window shopping thôi mọi người ơi. Mọi người hãy chờ cho tới Black Friday á. Hình như là cuối tuần thứ 3 của tháng 11 là bắt đầu sale. Xe đậm luôn. Xe là phải 50%, 70% á. Còn bây giờ là chỉ là hôm nay đi là đi chơi thôi. Chỉ là quay phim chơi thôi, window shopping thôi nha. Mát nè. Thương hiệu này khá là nổi tiếng. Dừng chân một chút để tận hưởng kiểu trang điểm mới hoàn toàn miễn phí. Wow, hay nhỉ. Các bạn nữ nào mà bữa nào mà có đi tiệc đâu đó đến đây vô trang điểm không tốn tiền nha, còn được đẹp nữa. Vậy bên đây có Lucien cà phê nữa nè. Nó có quận nhất là ở đường Lê Thánh Tôn, ở đường đường Đồng Khởi một cái. Ở bên này có Lucien nữa nha. Bây giờ để coi xíu nè. Đang sale 70%. Nến. Mấy cái nến thơm. Nến thơm dễ thương à. So cute. Mình xin có mấy cái túi là cũng đẹp rồi. Cái này dễ thương ha. Mấy cái mắt kính dành cho trẻ em nè. Dễ thương ghê á. Đó, mấy cái túi này nè. Lục bình. Cái túi là màu lục bình nha mọi người. 520.000. Là cái túi nhỏ thôi, chắc cái túi lớn mắc hơn nha. Ở đây mới có bán cái mấy cái bình giữ nhiệt nữa nè. Ủa, nằm biết không. Màu xanh đẹp nè. Thiết kế mấy cửa sổ dễ thương nha. So cute. Cái này nó thiết kế lộng kính nhìn ra bên ngoài. Thấy cái view bên ngoài nhìn thấy thoáng ha. Này có một con người nước ngoài họ uống cà phê kìa. Mọi người ơi, mình đang đứng ở tiệm Phúc Long nè mọi người. Nó nằm bên ngoài của Jackson Mall luôn á. Thì mình đi vô trong mình sẽ mua Phúc Long mình uống nha. Tại giờ đi nãy giờ cũng khá là mệt tại khát nước quá. Trên một cái cà phê caramel đã xay không lấy kem. Không lấy kem. Với lại một cái bánh đó, đó. Bánh sừng. Mọi người ơi, hôm nay mình đi quay clip mà xui quá mọi người ơi.
Lúc nãy lúc mà đi vô chưa, trước khi mà vô cái restaurant mall đó là có ông bảo vệ đó, ông cũng nói là không được quay phim. Xong rồi cãi cho ông hồi, ông cũng không có, ông cũng phải cho mình vô thôi. Xong rồi lúc nãy lúc mà đi vô Phúc Long mua nước uống á, đang lia quay sơ một vòng quán, cái thằng phục vụ nó cũng không cho quay. Quê ơi là quê luôn, ghét có tắt luôn. Mọi người ơi, mọi người xem video clip mà cảm thấy thích thì vui lòng cho mình xin một like, một subscribe để mình có động lực làm nhiều video clip tiếp theo nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chai Chen.